Xin chào mọi người ạ. Vừa rồi là chị Trần Xu In sẽ là chủ trì của cuộc họp ngày hôm nay. Thì hôm nay rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian để tham gia cuộc họp của bên bọn em. Trước hết là em cũng muốn gửi lời xin lỗi mọi người là người phụ trách phát biểu của công ty NWL Pacific hôm nay. Thì bởi vì một cái lịch trình bất chợt cho nên là không thể tham gia cái trực tiếp để phát biểu được. Nhưng mà bên em có nhận được cái tài liệu mà bên họ gửi để phát biểu ý, thì em sẽ đại diện bên đó và em sẽ phát biểu thay những thông tin cơ bản dựa theo những tài liệu mà bên họ đưa cho bọn em ạ. Và sản phẩm mà hôm nay của công ty NWL Pacific là thiết bị cung cấp nguồn điện cho bộ lọc bụi tĩnh điện ạ. Vâng, thì sau khi bên em phát biểu và sau đó bên chủ trì sẽ phát khoảng một số video về công ty, và sau khi kết thúc phát video rồi thì sẽ tiến hành là đưa ra câu hỏi. Bởi vì đại diện của bên công ty không có cho nên là mọi người nếu mà có câu hỏi, mọi người hãy để lại câu hỏi tại phòng chat và kèm theo cái email của mọi người để bên ban tổ chức họ sẽ tổng hợp lại và sau đó gửi sang danh sách sang cho bên công ty để họ sắp xếp thời gian mà họ trả lời vào email của mọi người. Và trong thời gian phát biểu thì mọi người vui lòng để màn hình và tắt âm thanh cho em sau khi kết thúc phát biểu và phát video rồi, thì khi đấy nếu ai có câu trả lời thì có thể bật mic và nói với em là được ạ. Và em xin phép được phát biểu ạ. Em xin phép được bắt đầu ạ. Công ty NWL Pacific được thành lập vào năm 1998 và là doanh nghiệp chuyên môn sản xuất các thiết bị cung cấp nguồn điện cho bộ lọc bụi tĩnh điện. Đây là một số thông tin cơ bản của công ty NW Pacific. Công ty này là công ty được tạo ra với sự đầu tư hợp tác giữa công ty sản xuất thiết bị cung cấp điện trong 85 là công ty NWL của Mỹ và KC Green Holding là doanh nghiệp chuyên về kinh doanh dẫn đầu ngành công nghiệp môi trường. Công ty đang sản xuất thiết bị điện cho hệ thống lọc bụi tĩnh điện dựa trên công nghệ cao cấp ạ. Thiết bị cho hệ thống lọc bụi tĩnh điện là thiết bị loại bỏ các chất ô nhiễm như bụi, sương mù, khí hoặc khói sinh ra trong quá trình làm việc. Nó đề cập đến một hệ thống làm sạch bằng cách sử dụng hiệu ứng ion hóa thông qua điện áp cao. Bộ lọc hút bụi và cung cấp nguồn là những thiết bị cốt lõi có thể so sánh với động cơ của ô tô. Lý do ngày nay trên thế giới quan tâm chú ý đến thiết bị lọc bụi tĩnh điện này là vì các quy định về môi trường ngày càng nghiêm ngặt hơn và mạnh mẽ hơn, cho nên với tác dụng là nhằm bảo vệ tương lai của nhân loại khỏi ô nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng. Đây là hình ảnh công ty NW ở bên Mỹ và đây là hình ảnh của công ty NWL Pacific ở tại An Song, thành phố Seoul ạ. Em trên màn hình em đang thể hiện là cái sơ đồ nhân viên chủ chốt của công ty. Sản phẩm tiêu biểu của công ty thiết bị sản phẩm tiêu biểu của công ty gồm hai sản phẩm, đó là thiết bị cung cấp điện chuyên dụng cho máy hút bụi điện transformer rectifier và máy biến áp có tần số cao là power plus SMPS. Trong số đó transformer rectifier hay còn gọi là thiết bị cung cấp điện chuyên dụng cho máy hút bụi điện được sản xuất với công nghệ độc nhất của công ty NWL Pacific. Nó là một máy biến áp chỉnh lưu một pha cho một bộ lọc tĩnh điện và có độ bền cao, có thể hoạt động trong môi trường công nghiệp. Với 23 năm kinh nghiệm doanh nghiệp, chúng tôi có thể có hệ thống nhân sự là các chuyên gia cung cấp điện cho hệ thống lọc bụi tĩnh điện, kiểm soát ô nhiễm không khí và cung cấp giải pháp toàn diện để giảm ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí. Trên màn hình là công ty đang để tiếng Anh thì mọi người có thể tham khảo ạ. Đặc biệt nó được công nhận là sản phẩm mang tính kinh tế ổn định và bền vững bằng cách được thiết kế phát huy tối đa hiệu suất của máy hút bụi điện ESP và mà không cần là phản ứng riêng biệt. Công suất của thiết bị phụ thuộc vào kích thước của cuộn dây ở bên trong. Trọng tâm là công nghệ cuộn dây bên trong giúp duy trì cách điện chặt bền, và phần điều khiển được thiết kế với kích thước tối thiểu được mô đun hóa để dễ dàng tương thích và bảo trì sản phẩm với thiết kế tùy chỉnh theo điều kiện của địa điểm. Thông qua sản xuất nguồn điện tần số cao dựa trên công nghệ tiên tiến hơn so với nguồn cung cấp năng lượng hút bụi điện thông thường, sản phẩm đảm bảo hoạt động với công suất thấp, hiệu quả cao
và đang được mở rộng lắp đặt tại các khu công nghiệp khác nhau. Trong năm 2020, doanh nghiệp đã lắp đặt và tận dụng trên 5.000 thiết bị trên toàn thế giới. Sản phẩm tiếp theo là Power Plus SMPS, là một bộ nguồn 3 pha tần số cao do công ty NW Pacific sản xuất và được cả thế giới lựa chọn. Power Plus được phát triển với 85 kinh nghiệm và công nghệ của công ty NW của Mỹ, là sản phẩm SMPS, tức là bộ nguồn chuyển mạch và chuyển mạch cộng hưởng điện trực tiếp dùng cho máy lọc bụi tĩnh điện, dựa vào điện tích có tần số cao cung cấp điện áp DC ổn định cho máy lọc bụi tĩnh điện. Nó sử dụng ít điện năng hơn một máy biến áp thông thường để tạo ra dòng điện mạnh nhưng ổn định nhằm cải thiện tổn thất điện áp. Nếu cần thiết, sử dụng mô hình điện lưu gián đoạn để nâng cao hiệu quả tập trung và phát huy hiệu quả năng lượng tối đa. Sản phẩm Power Plus này kiểm soát các tia lửa và hồ quang có thể xuất hiện bên trong bộ hút bụi. Nó không chỉ có chức năng bảo vệ hệ thống EP mà còn có ưu điểm là vận hành tiện hơn do được tích hợp bộ điều khiển và máy biến áp. Đây là thông tin spec của sản phẩm ạ. Đây là các cấu tạo và những chỉ số của nó. Với những sản phẩm cần năng lực kỹ thuật tiên tiến như vậy thì quy trình sản xuất cũng rất là khác biệt. Sau đây em sẽ cho mọi người xem cái môi trường sáng tạo ra các hình ảnh trang thiết bị và nhà máy của bên NWL Pacific ạ. Công ty NWL Pacific có đội ngũ nhân viên ngành nghề với 20 năm kinh nghiệm, đang nỗ lực sản xuất máy biến áp chuyển lưu bằng công nghệ riêng, đang sở hữu thiết bị chuyên dụng để sản xuất thiết bị điện cho máy lọc bụi tĩnh điện. Công ty cũng đang nỗ lực hết sức mình để đạt được sự hài lòng của khách hàng thông qua kiểm soát chất lượng kỹ lưỡng ở cấp độ cao. Chẳng hạn như sử dụng thiết bị thử nghiệm như bộ tải trọng, giá hoạt động như một ESP, xem xét chất lượng và hiệu quả của sản phẩm khi áp dụng cho hiện trường. Trên màn hình là cái test tower, tức là cái nơi để họ mô phỏng lại cái bộ máy ESP để kiểm tra chất lượng của sản phẩm ạ. Đây là những chứng nhận mà công ty đã đạt được về cho sản phẩm. Mục tiêu của công ty chính là đem lại cái đáp ứng được nhu cầu của khách hàng này, giúp góp phần bảo vệ môi trường để phát triển nhiều công nghệ mới hơn. Tiếp theo đây là một loạt những cái dự án mà bên công ty đã thực hiện. Đây là những dự án đã thực hiện tại Nhật Bản ạ. Đây là những cái dự án đang nằm trong cái kế hoạch đã, đang và sắp tới sẽ thực hiện của bên công ty ạ. Hầu như là các tỉnh ở trong Hàn Quốc ạ. Đây là những cái lĩnh vực liên quan đến Iron. Tiếp theo là những dự án thế giới ngoài Hàn Quốc ạ. Trong đó có cả Việt Nam đó. Vâng, nội dung và chương trình đã dừng lại tại đây ạ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.